Thì em nhận thấy việc học nó rất là quan trọng. Chứ học nữa mới thay đổi được cuộc đời của mình. Vừa đi học vừa tự nấu. Vừa tự nấu ăn. Thì bữa nào không kịp thì em mua ở ngoài. Không, chưa tính điện ăn tầm dao động tầm 20. Lo là cha em không biết cỡ em được bao lâu đó. Sợ cha em có gia đình khác đúng không? Dạ không. Sợ cha em già, cha em cũng có tuổi rồi, không biết lo cho em được tới đâu. Cả nếu học thêm mỗi sáng mà ăn mì không, chiều em có chai nước xong. Chiều không ăn luôn? Dạ không, chưa ăn cơm nhà. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thới Bình của tỉnh Cà Mau. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị một nhân vật khá là đặc biệt trên kênh Bùi Hồ. Đó là một em đang sống trong một cái căn nhà vách lá như thế này. Hàng ngày cuộc sống của em là phải tự đi học, tự mình đến trường, tự nấu ăn và tất cả đều mọi thứ bởi vì cái biến cố cuộc sống của gia đình. Và để hiểu thêm về cuộc sống về em thì mời cô bác quý anh chị tiếp tục vào bên trong để cùng Bùi Hồ thăm hỏi về hoàn cảnh của một cậu học sinh này nha. Em, anh chào em nha. Dạ, chào em. Anh được một cái người dân địa phương gần đây giới thiệu là hiện nay cuộc sống của em là em sống chỉ một mình trong cái căn nhà này và rất là đáng thương luôn vì hoàn cảnh là ba mẹ em chia tay á. Thì em ngồi đây đi. Em ngồi trên giường đi. Dạ. Nghe nói là em tên Khang hả? Đúng. Dạ, dạ phải. Em ngồi đi, ngồi đi. Em có thể giới thiệu cho cô chú mọi người biết là em tên gì và em bao nhiêu tuổi không? Dạ, em tên Đặng Phúc An Khang. Dạ, hôm nay em 18 tuổi rồi. Tại hồi nhỏ em học lớp 9 là em nghỉ đi làm rồi. Giờ em nhận thấy việc học quan trọng hơn nên em mới quay trở về để học lại. Hiện nay là trong căn nhà này em chỉ sống một mình thôi hả Khang? Dạ, em chỉ ở một mình ạ. Ở một mình được bao lâu rồi? Dạ, lúc trước thì cũng vài tháng ở nhà một mình rồi. Và em đi làm rồi mấy năm rồi, giờ em về đây em ở lại từ hồi hè năm ngoái ạ. Em đi làm công nhân hay là đi làm cái việc gì? Dạ, em làm công nhân. Làm ở đâu? Dạ, Bình Dương. Bình Dương, làm được bao nhiêu năm? Dạ, vài tháng. Vài tháng thôi. Dạ. Vì sao em quyết định trở về lại đi học? Dạ, tại vì em nhận thấy việc học nó rất là quan trọng. Chứ học nữa mới thay đổi được cuộc đời của mình. Cái biến cố như thế nào mà lúc đó em nghỉ học? Dạ, lúc đó gia đình em lục đục từ lâu rồi nhưng mà từ năm cho hết năm lớp 9 là bắt đầu mới đứt hẳn luôn ạ. Ba mẹ em lục đục? Dạ. Ba mẹ em có bao nhiêu người con? Dạ, có mình anh em. Mình em? Dạ. Em năm nay 18 tuổi, chỉ học lớp 10 thôi. Dạ. Đi học thì 18 tuổi, năm nay là 12. So với các bạn cùng trang lứa thì em học em có ngại không? Dạ không ạ. Tại học, người học của mình đâu có gì phải ngại. Em về đây thì vừa đi học nè, vừa phải tự nấu ăn hay sao Khang? Dạ, em vừa đi học vừa tự nấu. Vừa tự nấu ăn? Thì bữa nào không kịp thì em mua ở ngoài. Dạ. Em về đây em sống một mình đây bao lâu rồi? Dạ, hồi hè tới năm nay. Dạ, gần đây nhất. Mỗi ngày như thế là em học mấy bữa? Dạ, sáng học thêm thì ngày em học 2 buổi, còn mấy bữa học thêm học mỗi buổi chiều. Chiều là bắt đầu từ 11 giờ rưỡi. Dạ, chiều bắt đầu, giờ đi học là 12:50 là vô ạ. Học tới 5 tiết thì 5:20 mới về. Ngày bữa thì về sớm hơn. Ba mẹ em có gia đình riêng hết chưa Khang? Dạ, mẹ em có rồi, mà cha em chưa ạ. Cha em hiện nay đang làm gì ở đâu? Dạ, cha em làm công nhân cầu đường ở Bình Thuận. Anh không biết thì cái chi phí trang trải học hành cũng như là ăn uống ngay tại đây thì hiện tại của em thì sao? Dạ, lúc có lúc không anh. Lúc có lúc không? Dạ không ổn định. Mỗi tháng thì ba em gửi về cho em bao nhiêu tiền? Dạ, nếu công ty nó sẽ chỉ có cho em hay trễ lương nên lâu gửi về tháng nhiều tháng ít ạ. Nhiều nhất là bao nhiêu? Dạ, trung bình mới gần đây nhất là khoảng tầm 4-5 triệu tại trả, em mới trả góp chiếc xe nữa. Mua chiếc xe trả góp? Dạ. Ba em gửi về 4-5 triệu? Dạ, là gần nhất là nhiều nhất thôi ạ. Còn bình thường là ít nhất là bao nhiêu? Dạ, 1,5 triệu. 1,5 triệu. Dạ. 1,5 triệu thì vậy chi là mỗi ngày là 150 ngàn. Dạ, 50 ngàn. Thì sao đủ chi phí sinh viên hoạt nè? Rồi đây đến trường có xa không? Dạ, cũng xa. Dạ, dạ sau lâu thì có thầy cô cũng giúp đỡ cho em. Dạ. Học phí sách vở sao?
Dạ, sách vở hay đầu năm thì có chuẩn bị tiền sẵn để mua, có để tiết kiệm để mua. Em tiết kiệm hay là ba em? Dạ, cả hai. Cả hai hả? Dạ. Tiết kiệm để mua. Mỗi một ngày thì chi phí em sinh hoạt cho việc đi học là bao nhiêu tiền khác? Dạ, tính đi học không, chưa tính điện ăn, tầm dao động tầm 20. 20 ngàn? Dạ. Em ăn cái gì mà chỉ có 20 ngàn thôi? Dạ, nếu học thêm mỗi sáng mà ăn mì không, chiều em có chai nước xong. Chiều không ăn luôn? Dạ không, chưa ăn cơm nhà. Chưa ăn cơm, vậy ra chơi là không ăn luôn. Dạ không, uống nước mà. Uống nước thôi. Dạ. Cái lúc mà em nghỉ học á, để em đi làm á, là em đi làm với ai? Dạ lúc đó đang ở trên mẹ. Trên mẹ? Dạ. Mẹ bây giờ có gia đình khác rồi. Dạ, nay mới về. Rồi như thế nào mà em quay trở lại, em tiếp tục em đi học á? Dạ cũng đỡ, tại em như hồi đó là em nghỉ học nên em có quyết định riêng rồi, nhưng mà lớn lên thấy như có cái niềm đam mê để ham học lại. Có ai làm cái động lực cho em để học, để lo tự em, nếu mà không ai hỗ trợ tiền cho em thì em có quay về học không? Dạ vẫn có, gán chứ em có vừa đi học vừa đi làm thêm mà không kiếm được nhiêu hết trơn. Dạ. 1,5 triệu là ít nhất, nhiều nhất là 4-5 triệu, thì mỗi tháng đóng tiền trả góp xe là bao nhiêu tiền? Dạ gần 3 triệu. Gần 3 triệu? Dạ. Rồi 1,5 triệu rồi tiền đâu em đóng bù vô? Dạ chị gửi đó, lúc trước có này cô cũng giúp đỡ, cho biết hoàn cảnh gì cũng có cho mượn đỡ này. Rồi xe đóng được bao nhiêu tháng rồi? Dạ mới gần đây là xong rồi. Xong rồi? Dạ 6 tháng. Hôm nay thì em đi học buổi thi buổi sáng hay là học thể dục anh ấy? Dạ không, học thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng? Dạ. À, sáng nay chỉ ăn bánh mì thôi? Dạ sáng nay có cô trong trường cho cơm, sách thể dục nào bữa nào cũng cho chứ. Cô thể dục cho em ăn? Dạ không, cô một cô dạy môn ở trường, cô dạy bộ môn. À cho em ăn. Dạ. Ở trên lớp thì em học được học kỳ 1 vừa rồi thì em xếp loại gì? Dạ khá. Được bao nhiêu phần? Dạ 7,2. Dạ đứng hạng 1. Em đam mê nhất là môn gì? Dạ ngữ văn. Ngữ văn? Dạ. Là cao nhất là 7 phần? Dạ đó thì ngữ văn nhất là 7,9. 7,9. Dạ. Lớn lên thì mơ ước của em trở thành? Dạ em thì có hai cái định hướng riêng cho mình. Nhất là em thích công an hơn, nhưng mà nếu như em không thi đủ điểm vào ngành công an thì em đi sư phạm. À. Vì sao lại thích sư phạm? Dạ tại vì em muốn truyền đạt kiến thức đến mọi người. À, lúc nãy anh với lại Đạt vô đây á thì khi nghe nhắc về gia đình của mình á thì anh thấy cái cặp mắt của em đỏ hết rồi, lưng tròng á, thì em muốn, có nghĩa là em buồn muốn khóc hay sao vậy khách? Dạ có cảm xúc động. Em có thể nói ra cảm xúc của mình để cho mọi người có thể hiểu thêm. Dạ như rồi đợt lễ ra cha em nói cho em về mà lễ cũng không có về nữa, nên em nhà cũng buồn, là cũng có tuổi thân chút. Thấy người ta đi học về có ba mẹ nấu ăn cho, thì trong khi đó mỗi một mình mình tự ơn phải xoay chuyển tất cả, từ cái việc mà tắm rửa, từ cái việc mà giặt giũ nè, nấu ăn nấu uống nè, và mọi chuyện trong ngoài, và thậm chí là về đêm là có một mình ở đây nữa, thì em có lo lắng cái điều gì chứ? Thì em lo là cha em không biết cỡ ra em được bao lâu nữa. Sợ cha em có gia đình khác đúng không? Dạ không, sợ cha em, già cha em cũng có tuổi rồi, không biết lo cho em được tới đâu. Cha em bao nhiêu rồi? Thì năm nay chắc tầm 60. Dạ. Ồ vậy là ba em lập gia đình trễ? Dạ lập sớm nhưng mà sinh em trễ. Sinh em trễ? Dạ. Cha mẹ em chia tay đến bây giờ là bao lâu rồi? Dạ tầm 4-5 năm. Lý do vì thế nào mà cha mẹ em chia tay? Dạ cái đó em cũng không có rõ, nó như là chứ hai ông bà có hướng đi riêng. Dạ cảm thấy không hợp nhau nữa. Cảm thấy không hợp nhau thì chia tay? Dạ. Lúc hai người sống hiện tại ở đây luôn hay? Dạ hết duyên số. Dạ. Có thường cự cãi trước mặt em không? Dạ có. Cái lần nào mà làm cho em ám ảnh? Dạ cái lần mà hai người như cũng có tí bạo lực. Dạ. Cha em gần 60, mẹ em nhiêu tuổi? Dạ cũng 50 ạ. Có một tí bạo lực rồi lúc đó là mình sợ nhé. Dạ. Sợ có chuyện gì thấy. Cái ngôi nhà này là lúc ba mẹ còn sống chung với nhau cắt hay sao em? Dạ đúng rồi ạ. Lúc cha mẹ sống chung với nhau cắt nhà này.
Cắt nhà này? Dạ. Cắt lâu chưa? Dạ cũng đâu đó gần hơn 10 năm ấy. Trước đây thì ba mẹ em làm cái công việc gì ở ngay tại đây? Hồi nhỏ lớn thì cha em thì đi làm, cũng làm công nhân cầu đường tới giờ. Mẹ em thì làm vuông. Mẹ em làm vuông? Dạ. Ba em thì làm công nhân cầu đường? Dạ. Mà đó vuông có mấy công, không trúng gì trơn, đủ sống. Chỉ tạm sinh sống qua ngày thôi. Dạ. Đúng không? Thì tháng này ba gửi tiền về chưa? Dạ, dạ mấy anh em nói tháng nãy là cha gửi đó. À, là 1 triệu rưỡi hả? Dạ 4. 4 triệu hả? Dạ. Mỗi ngày là sinh hoạt chỉ vài chục ngàn thôi. Dạ. Mình tự nấu ăn nấu uống hết luôn. Dạ. Rồi tối em ngủ ở đâu? Dạ trong phòng. Trong phòng, cái giường này là của ba mẹ em ngày xưa hay sao khác? Dạ đúng rồi. À, ba mẹ em ngủ xưa. À, đi vô trong được. Căn nhà của dạ, cũng không được. Là không có lót gạch gì hết, một cái nền bắt. Ở phía trước mình nhìn vào thì mình thấy một cái đất tường, mình cứ nghĩ là nhà tường, nhưng thực sự bên trong là toàn là lá. Có bị triều cường đồ lên không Khang? Dạ hồi năm đợt lũ có. Ngập dữ không? Dạ tới vườn này luôn. Tới cái vườn chân vườn đó luôn, vườn này vườn vườn cây. Dạ tới nửa chân luôn. Tới nửa chân vườn luôn. Dạ. Và sinh hoạt sao? Đợt đó có cha nhà cũng đỡ. Ngay từ lúc mà em còn nhỏ là em đã tự biết nấu ăn hay là cha mẹ em đi rồi em mới tự tập nấu ăn một mình? Dạ em biết hồi nhỏ. Dạ em thấy cha mẹ em nấu em biết. Ừ. Cái mùng này là em ngủ ở tại chỗ này? Dạ. Là học hành ở trong mùng luôn? Dạ trong mùng có bàn học nhớ. Có bàn học ở trong mùng ha. Dạ. Ok, cái dách kìa, cái dách tường kìa, cái dách nhà kìa, thấy mặt trời luôn. Nhà này cắt lâu dữ rồi ha Đạt ha. Mưa có tạt không Khang? Dạ có, mưa lớn thì tạt, mưa nhỏ thì không sao. Mỗi khi mà mưa lớn tạt thì sao? Tạt ngủ đại chứ sao? Ngủ ướt mình hết sao? Ướt con khúc ở dưới là không có nhiều. Vậy hả? Dạ. Ướt chỉ khúc ở dưới thôi, anh thấy trên đó nó ướt quá trời. Nó dột lên nhà trước, lên cái mái qua lên nhà trên trời. À, chứ nó không có ướt ha. Ở trong phòng thì ướt có khúc dưới nè. Rồi đèn em học đâu? Dạ đang học để trong buồng. Để trong buồng luôn hả? Dạ. À, đi học được mấy bộ đồ, có mua đồ mới để đi học không? Dạ ông đồ năm em có mua hai bộ mà còn lại cô cho. Ở cái chỗ nó hơi vắng vẻ như thế này là em ở một mình có sợ gì không Khang? Dạ có chứ mà biết sao vậy? Mỗi buổi tối về thì em buồn dữ không? Dạ cũng có. Có hả? Dạ. Em buồn nhất về điều gì nói cho anh tụi em nghe không? Dạ cô đơn. Cô đơn hả? Dạ. Có bao giờ em cảm thấy là mình như là một người bị tự kỷ không? Tại vì không có tiếp xúc với ai á? Dạ có nhiều. Nhiều lắm hả? Dạ. Lúc đó thì em sẽ nghĩ đến điều gì? Động lực còn cha. Còn cha. Dạ. Động lực nào giúp cho em vượt qua cái nỗi cô đơn nữa? Hoàn cảnh. Hoàn cảnh. Dạ. Cố gắng để thay đổi nó. Cố gắng để thay đổi nó. Dạ. Mình có suy nghĩ là nếu mà cha mình lỡ mà có gia đình khác. Gia đình khác đi thì em chỉ còn một mình em thì em sống như thế nào? Dạ không, em tin tưởng tuyệt đối cha em. Vậy hả? Dạ. Chỉ lo là cha trăm tuổi già rồi, sợ cha sống với mình không có được lâu nữa đúng không? Dạ dạ. Tại vì cha bây giờ cũng không còn sức khỏe nữa. Em mì, cái thùng mì đó là em mua để dành ăn hả? Dạ mua để dành ăn. Ờ. Là thường ăn mì hay sao? Dạ lúc kẹt hay là gấp mới ăn mì. À hôm nay là mình ăn cơm gì? Dạ hôm nay sáng em đi giỏi quá, em chưa có nấu cơm, vậy em ăn mì nữa. Vậy ăn mì nữa? Dạ. Ôi trời, vậy ăn mì đủ sức khỏe học không? Dạ đủ em. Dạ. Khang nói chuyện dễ thương quá. Tại đẹp trai nữa, đúng không nè? Rất là đẹp trai luôn. Thì anh nấu ăn rồi rửa chén ở đâu? Nhà tắm luôn. Dạ ở gần nhà tắm. Ở đằng ở ngoài này hả? Dạ. Ra đây đi Khang. Ở đây có cái nhà tắm nữa nè. Ở trường thì hỗ trợ học phí cho em cũng nhiều hả Khang? Dạ không có hỗ trợ anh. Tại đợt đó em có sổ hộ nghèo mà bị cắt rồi. Lúc mà mới xây nhà này lên là bị cắt sổ hộ nghèo. Nhà cận nghèo chứ. Nước. Dạ. Trước ở phía sau này là cái bếp nhà em hay sao anh thấy? Dạ bộ. Phía sau là nguyên cái nhà sau luôn. Nguyên nhà sau luôn. Mà dạ. Bây giờ nó mục quá em dỡ ra bớt hay dạ, gì? Dạ mục quá cha lật trước về cha gỡ ra bớt để thôi sợ giông bão rồi sập. Rồi sử dụng nước ngọt sao?
Dạ có motor anh. Có motor ha. Dạ. Motor bơm giếng lên hả Khang? Dạ khoan xuống. Khoan giếng lên hả? Dạ. Ừ. Này cũng lâu rồi, lúc giờ còn hai người còn ở chung tới giờ. Em sử dụng lại. Dạ. Em nói làm sao để thuyết phục ba mình có thể cho mình đi học lại? Thì em nói em muốn đi học nữa, có gì lo cho bản thân, lo cho cha. Cha cũng dễ nữa. Lúc đó nói thì cha có cự tuyệt rằng là em phải đi làm để kiếm tiền phụ ba không? Dạ cũng có, mà tại cha không tin tưởng cái khả năng của em. Cha không tin tưởng? Dạ tại hồi đó em học dở. Năm nay là học khá lên lại. Dạ tại có cái cơ duyên nào. Vậy hả? Dạ bạn bè thầy cô cũng giúp đỡ, em có động lực học. Lúc trước thì cấp 2 thì mình học không giỏi lắm. Dạ. Thì ba mình không tin tưởng. Dạ. Sợ mình học không nổi. Dạ. Rồi sau này là tự nhiên mình thấy đi làm nó cực quá, rồi mình mới đi học để thay đổi cuộc sống hay như thế nào? Dạ đúng như anh nói ạ. Đúng như anh nói ha. Dạ. Lúc em đi làm công nhân được mấy tháng? Em làm một tháng được bao nhiêu? Dạ một tháng tầm 4-5 triệu. Làm được khoảng 3-4 tháng. 3-4 tháng. Dạ. Em có nghĩ rằng là sau này nếu như mình đậu vô đại học nói thì tiền đâu mà mình lấy đó để đi học không? Dạ như cha nói thì cha gắng lo cho đi học, thì em vừa đi, nếu đậu đại học em vừa đi học vừa đi làm. Vừa đi học vừa đi làm. Dạ. Anh thấy cái sức khỏe em cũng khá là ốm nè. Gương mặt thì đẹp trai nhưng mà cũng khá là gầy, thì em dám có vừa đi học vừa đi làm để tự trang trải cuộc sống mình nổi không? Dạ nổi anh, không nổi cũng phải đi nữa, cũng phải làm nữa. Chị muốn đi học để thay đổi cái cuộc sống của mình thôi. Dạ. Vì làm công nhân nó vất vả quá, nó khó khăn quá. Dạ. Nên em muốn thay đổi, em cảm nhận được rằng nó làm công nhân nó không thay đổi được cuộc sống mình hay như thế nào. Dạ không thay đổi được anh ơi. Tại nó chỉ cố định thôi. Mình phải nhìn xa hơn. Mình phải nhìn xa hơn. Dạ. Ok. Dạ. Sao em muốn có? Em buồn. Em buồn. Mỗi khi mà tối tắt đèn ngủ nhất thì có bao giờ em tự khóc thầm không kìa? Dạ đâu cũng có. Có hả? Dạ. Nếu như hiện tại thời điểm bây giờ có ước muốn thì em sẽ ước muốn điều gì ha? Dạ học hết đại học. Học hết đại học? Dạ. Giờ em sợ cái nhà mình mưa to gió lớn nó tróc mái hay là nó bay luôn cái vách không? Dạ cái mái thì vách thì em nghĩ chắc nó không bay mà nó tạt nhiều. Tạt nhiều hả? Dạ. Tại vách đó dừng khá là chắc. Em có ngại lắm không khi mà tụi anh quay cái phim chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình em như thế này? Dạ cũng có chút mà không sao. Dạ. Mong rằng thì mọi người sẽ biết được cái hoàn cảnh của em, sẽ chung tay với em để chia sẻ, để có thể giúp được em vượt qua những cái khó khăn như thế này. Dạ. Có bao giờ em mong rằng là ba mình sẽ trở về đây ở chung với em không? Dạ có, nhưng mà hiện tại thì không mong được. Tại cha về đây không có tiền lo cho em. Không có công ăn việc làm. Dạ. Tháng chi phí làm sử dụng vậy là đâu tới 2 triệu đúng không Khang? Dạ tiền xăng nữa chắc dược. Dược hả? Dạ. Tiền xăng nữa thì hơn 2 triệu. Dạ tầm đó. Đây đến trường xa không? Dạ tầm 12 cây. 12 cây? Dạ. Đi về luôn? Dạ bật bận đi. Bận đi, đi về là 24 cây. Dạ. Là cũng khoảng hơn 20 ngàn tiền xăng hả? Thì chuyến đi 20 ngàn vậy đó, cứ nghe. Dạ. 20 ngàn thì 20 ngàn khoảng lít xăng hơn. Thôi bây giờ mình vô trong đi Khang. Dạ. Hôm nay á thì được một người dân địa phương nhắn tin Facebook cho anh, thì anh mới biết được cái hoàn cảnh của mình như vậy. Anh rất khâm phục về cái nghị lực vượt qua cái số phận của em, cũng như là những gì mà khó khăn em đã chịu đựng trong cái thời gian qua, mặc dù là cái tuổi đời cũng khá là trẻ. Đoạn đường của anh xuống đây thì cũng khá là xa. May mắn là anh với lại Đạt á, gặp em đúng thời điểm vào em đi học buổi sáng đi về. Yeah. Thì anh mong rằng em sẽ luôn ấp ủ những cái ước mơ, những cái hoài bão đó, những cái dự định, những cái kế hoạch trong tương lai, và lấy đó là một cái động lực để mình vượt qua cái số phận của mình, những khúc lúc khó khăn nhất như thế này. Thì anh đến đây á, anh thay mặt cho chú Kinh Vinh Trần ở Mỹ với lại cô My ở Mỹ, mỗi cô chú gửi cho em 1 triệu đồng, gửi cho em 2 triệu đồng để chấp cánh ước mơ cho em ha. Yeah. Và đây là chai dầu của chú Kinh Vinh Trần gửi cho em luôn. Yeah. Mong rằng nó đây là một cái số tiền mà nó sẽ giúp cho em được trang trải trong cái thời gian sắp tới, để cho em thực hiện cái ước mơ ra được. Và anh mong rằng á, thời gian sắp tới này sẽ có nhiều người hơn sẽ đến hỗ trợ em vượt qua những cái khó khăn như thế này. Em có muốn nói lời nào không?
Dạ, cho em gửi lời cảm ơn các cô chú giúp đỡ em ạ. Em cảm ơn hai anh. Dạ. Ngày hôm nay thì đến đây á, anh cũng có một cái công ty nhãn hàng giải độc gan Tùy Linh. Dạ. Hỗ trợ cho em ở trong đây thì gồm có trà nè, rồi thuốc hỗ trợ chức năng gan. Thì em sẽ sử dụng để mà uống trà gai leo rồi đó. Dạ. Thuốc giải độc gan thì em uống mỗi khi em thức khuya rồi đó, gan nó hoạt động nhiều đó. Dạ. Thì em sẽ uống để nó hỗ trợ chức năng gan cho mình. Đây là một cái sản phẩm dành cho những người mà có những cái triệu chứng về gan như là sơ gan, uống nhiều bia rượu hay là thức khuya mụn nhọt vậy đó. Thì trong đó có nhãn hàng có giải độc gan tại Linh và Lớp đó cô bác anh chị. Thì em sẽ uống này, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 3 viên. À, uống để mình duy trì ha. Dạ. Ở đây nó có công dụng hướng dẫn sử dụng hết. Đây anh gửi cho em. Dạ. À, uống theo hướng dẫn sử dụng trong đây ha. Dạ. Thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ xin chân thành cảm ơn nhãn hàng giải độc gan Tùy Linh đã đồng hành với Bùi Hồ trong video clip ngày hôm nay. Cũng xin chân thành cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ. Cảm ơn cô Mi ở Mỹ đã hỗ trợ những cái phần quà rất là thiết thực cho hoàn cảnh của Khang nói riêng cũng như là tất cả hoàn cảnh khó khăn nói chung. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha. Cảm ơn.